thức ăn nhanh cho tâm hồn, số 136. Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế. Chủ đề: Tạ ơn. Lời Chúa: Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Luca chương 17 câu 16. Chuyện kể rằng một lần kia, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trên đường đi Jerusalem, ngang qua một làng biên giới giữa hai miền Samari và Galilee, thì có 10 người bệnh phong đón gặp Ngài. Ngài bảo họ đi trình diện với các vị tư tế. Đang trên đường đi trình diện với các tư tế, thấy mình được khỏi, một trong 10 người quay lại cảm ơn Chúa Giêsu. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Luca chương 17 câu 16. Chỉ có một người quay trở lại cảm ơn Chúa Giêsu. Thấy vậy, Chúa Giêsu đã thốt lên rằng: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Luca chương 17 câu 17 đến 18. Ta vẫn biết rằng tạ ơn không làm tăng thêm giá trị của người ban ơn, của người cho, mà làm tăng phẩm giá trị người được nhận ơn. Đã biết như thế, nhưng tại sao lối sống của ta dường như vẫn diễn tả một thái độ vô ơn? Nói theo kinh nghiệm của Albert Einstein, sinh năm 1879 và mất năm 1955, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại, một người luôn cảm thấy mình được Thượng Đế chúc phúc, được nhiều hơn là mất, đã từng chiêm niệm về cuộc đời như sau: Có hai thái độ để sống cuộc đời của bạn. Một là mọi sự trên đời này dường như chẳng có một phép lạ nào. Hai là mọi sự dường như đều là một phép lạ. Thế nên, có thể những người sống vô ơn vì nghĩ rằng họ có lãnh nhận được cái gì đâu mà phải tạ ơn, mà phải cảm ơn ai. Mọi sự trên đời chẳng có gì là nhiệm màu, chẳng có gì đáng để cảm ơn, tạ ơn. Trái lại, có những người luôn sống trong tâm tình tạ ơn vì họ thấy mọi sự trong đời sống thường ngày mà họ đang có được đã là một hồng ân quá lớn lao rồi. Ngoài sự hiểu biết, ngoài sự dự liệu, ngoài ước mong của họ, bạn chọn thái độ, lối sống nào? Vô ơn hay tạ ơn? Tối thứ tư trước ngày lễ tạ ơn, ngày 21 tháng 11 năm 2018, sau khi rời trường Boston College, tôi chạy thẳng đến tiệm phở 2000 ở Dorchester để ăn tối cùng một cặp vợ chồng nọ. Tôi đến trễ khoảng chừng 5 tới 7 phút so với lịch hẹn, thật là xấu hổ. Khi tôi vào bàn, cặp vợ chồng này đã đặt một con cá nướng cuốn bánh tráng. Sau khi đã chào hỏi, đã xin Chúa thánh hóa của ăn, và khi bắt đầu ăn, người vợ yêu cầu người phục vụ bàn cho thêm một tô nước để nhúng bánh tráng cho tiện, khỏi với tay qua trước mặt người chồng. Tôi ngồi đối diện với hai vợ chồng họ. Khi cô phục vụ tới, người chồng nhanh nhẩu nói: Thôi, chúng tôi không cần nữa đâu, cảm ơn nhiều. Khi cô phục vụ đã quay bước đi vào trong, người chồng mới nói với người vợ: Em không quan sát à? Tiệm này tối nay đông người ăn mà không có nhiều người phục vụ. Nét mặt cô nhân viên này mệt mỏi. Giờ này mọi người đã rời công sở đi ăn uống trong tinh thần bắt đầu những ngày nghỉ của kỳ Thanksgiving,
trong khi cô ta vì miếng cơm manh áo vẫn phải làm việc. Chúng ta không nên đòi hỏi quá, đành rằng chúng ta có quyền được hưởng sự đòi hỏi này. Hơn nữa, chúng ta chỉ có 3 người ăn. Nếu cần, anh để tô nước vào giữa là em đâu cần phải với. Ta chỉ cần điều chỉnh một chút, người khác bớt vất vả một chút. Tại sao em không nhờ anh nhúng bánh tráng để em thấy rằng chúng ta có nhau? Nói thế rồi anh tiếp tục chia sẻ. Chúng ta có đồ ăn ngon như này, có tiền, có buổi tối vui vẻ như này, đã là một hồng ân lớn rồi. Biết bao nhiêu người muốn cũng không có. Hồi ở Việt Nam, có khi nào tưởng tượng được như vậy đâu. Chúa cho chúng ta quá nhiều. Suốt đời chúng ta trả mỗi phần lời cho Ngài cũng chưa đủ, đừng nói trả vốn. Tôi đoán ý anh là những thứ Thiên Chúa ban cho như những khoản tiền họ vay ngân hàng. Cùng suy nghĩ và hành động. Chúa, Đức Mẹ, các Thánh, các Thiên Thần, chẳng hiện ra cho tôi những điều lớn lao như đi trên mặt nước, nói tiên tri, hô mưa gọi gió. Nhưng Ngài đã ban cho tôi sức khỏe, nhà cửa, cơm ăn, áo mặc, tình gia đình, tình bạn bè, ơn đức tin. Có khi nào tôi tạ ơn về những điều đó không?